Thưa quý vị và các bạn, mới 40 tuổi đời nhưng với sự cần cù chịu thương chịu khó, anh Bàn Văn Minh ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã trở thành tỷ phú sở hữu cơ ngơi hàng chục tỷ đồng nhờ trồng quế. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh còn là phó chủ tịch hội nông dân gương mẫu được bà con tin yêu. Gia đình anh Bàn Văn Minh, dân tộc Dao ở thôn Làng Câu là hộ có diện tích trồng quế lớn nhất xã Tân Hợp hiện nay với gần 60 hectare. Để có diện tích quế này, nhiều năm qua, anh Minh vừa trồng quế trên diện tích đất hiện có và mua thêm đất đồi rừng. Mấy năm nay quế được giá nên tiền bán quế gia đình anh lại đầu tư trồng mới. Hiện mỗi hecta quế có giá trị lên đến 1 tỷ đồng. Tôi sinh ra lớn lên ở đất này, tôi cũng chẳng biết làm nghề gì hơn. Chỉ thấy cái cấy cái quế vậy, nó thấy các cụ và cấy là bán được thì mình cứ cấy đấy để nhân rộng lên để bán. Lúc đầu thì nhà cũng có tầm hơn 20 ha, xong rồi đầu tư lại mua thêm. Vào vụ quế năm nay, gia đình anh Bàn Văn Minh không khai thác ồ ạt mà tập trung bóc tỉa quế. Hiện mỗi ngày chỉ bán tỉa và bán lá quế, gia đình anh cũng thu hơn 10 triệu đồng. Nhờ trồng quế, cuộc sống gia đình anh Minh ngày một khấm khá. Nhờ về cái quế thì cũng về các vận dụng gia đình, kể cả sinh hoạt, cái con cái học hành thì đều trông chờ với cây quế hết, nó không có nguồn thu khác đâu, ở đây nó chỉ thu cây quế thôi. Làm nhà này, mua xe này, nói chung là con cái học hành đều trông chờ cây quế. Trồng quế không chỉ mang về thu nhập cao cho gia đình anh Minh mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động với mức công nhật từ 250.000 đồng một người. Không những vậy, anh còn sẵn sàng hỗ trợ bà con quanh vùng về cây con giống, khoa học kỹ thuật, giúp nhiều hộ nghèo có việc làm và vốn vay không lãi. Đối với cá nhân gia đình anh Bàn Văn Minh thì là một trong những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất trên địa bàn xã Tân Hợp. Thì hiện nay gia đình cũng đã phát triển trang trại cũng qua cái cây quế, thì gia đình cũng sắm được nhiều các cái vật dụng gia đình rất là đắt tiền như là ô tô hay rồi là mua các cái nhà. Hiện tại thì anh Minh đang có hai cái nhà trên địa bàn xã, một cái nhà ở dưới trung tâm xã, một cái nhà trên này. Thì chủ yếu là thu nhập từ cây quế. Đối với các cái quy định ở địa phương thì gia đình anh Minh thì luôn luôn chấp hành tốt, và một trong một tấm gương là luôn giúp đỡ các cái gia đình khó khăn trên địa bàn xã, trên địa bàn thôn, chủ yếu là trên địa bàn khu vực thôn Làng Câu là anh cũng đã giúp đỡ rất là nhiều các cái gia đình. Thế rồi các cái hoạt động xã hội là anh cũng tham gia rất là tốt, cũng nhiều các cái hoạt động như xây dựng nhà văn hóa các thứ là gia đình anh cũng ủng hộ cho thôn bản để đổ cái sân. Thế còn đối với các hộ gia đình hộ khó khăn thì anh ấy tạo việc làm. Bên cạnh đó thì có cái sản phẩm như hạt quế là anh cũng tạo điều kiện để cho người dân người ta thu hái không lấy tiền, để cho anh để sau lại mua lại cái sản phẩm đó cho bà con, thì qua đó thì cũng xóa được đói giảm giàu nghèo cho một số hộ trên địa bàn thôn Làng Câu của chúng tôi. Không chỉ là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, gia đình anh Bàn Văn Minh còn gương mẫu trong nuôi dạy con cái. Mới đây anh được bà con tín nhiệm bầu là phó chủ tịch hội nông dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên.